tổng hợp những khoảnh khắc hài hước khiến người xem không nhịn được cười. Cậu chủ và chú chó của mình đang làm gì đây? Đang chơi cái trò năm mười hay là ú oa ngộ vậy ta? Ta nói Bót với Sen trùng khớp ý với nhau chưa kìa? Không có sai động tác nào luôn đó nha. Sen ơi, nhìn tôi nè, có hay không nè? Làm xong nãy hả, nhớ thưởng cái con tôi là xúc xích đó nha. Được, chứ hả, nãy giờ quỳ cũng mỏi chân lắm á. Hình ảnh thiên nhiên thơ mộng cùng bà chị trượt cái máng nước rất chi là cù tè phô mai que giờ cái cơ. Oh my god, bùn đất bắn tung tóe trơn rồi chị ơi. Cú tiếp đó quá ư là tuyệt vời hen. Tắm bùn kiểu dày thì coi bộ sướng quá chị ha. Rồi còn đây là khi em gái đang luyện kinh công qua con suối thì bất ngờ. Ok kia, bà chị té nháo nhào luôn, làm em bò chạy bán sống bán chết nữa chứ. Lại đây nào. À hi hi đồ ngốc, chị chỉ muốn ôm em có một xíu thôi mà. Ba ông cháu đang chuẩn bị mở kho báu gì vậy ta? Tờ, ông nội đang mở ra chiếc túi của Doraemon đó mà. Khoan, cái tủ lạnh này cũng ngộ ghê bê ơi. Wow, có luôn cái hệ thống đóng khóa tự động dữ vậy rồi. Tôi cũng sợ mấy ông cháu nhà này quá luôn rồi nha. Cơ mà công nhận cái phát minh mới này hay thiệt sự hay luôn nghe. Là bái phục thầy ông nội đấy mà. Đập vô mắt mọi người là hình ảnh chiếc mèo nuốt. Mà khoan, cho hỏi đây là người mẫu chụp tạp chí gì vậy? Sexy dữ bay. Nãy hả còn hot hơn báo Playboy luôn rồi á. Mấy em nào mà có nhu cầu giảm cân, body nhiều muối đổ hả, thì liên hệ với em mèo này nha. Hoàng thượng rất chi là sẵn lòng luôn. Hai cô ca sĩ và nhạc công đang biểu diễn rất chi là sung, rất chi là nhiệt tình, thì bỗng nhiên có sự xuất hiện của fan nhí hiểu. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vâng, mọi ánh nhìn của khán giả đều dồn vào cô bé. Ban đầu thì em còn ngại lắc đầu chứ. Con không có chịu đâu, con sợ luôn á. Anh ơi, nhạc lên cái hả? Quẩy lên nào anh em ơi. Vũ điệu công chiến bắt đầu. Quẩy quẩy cái mông nè, lắc lư cái đầu nè. Cuối cùng là nhìn xa thì tưởng bóng ma, nhìn gần thì lá ố là la, quá ra em mà. Em à, chỉ chơi thôi mà, sao em lại quá đà như thế chứ? Lắc lư khủng khiếp quá đi à. Hay à, đêm khuya mà em chơi vậy thì có ngày chết đó nha em ơi. Mọi người đang cặm cụi cấy lúa ngoài ruộng với một không khí rất chi là im lặng và thái kết. Oh my god, con trâu nó chạy một vòng khiến ai nấy cũng ngạc nhiên hết sức cả ngang. Quỷ hả? Lúa thì vừa cấy, cái kiểu này biết tính sao đây trời. Ông nhỏ lon ton theo mẹ đi sắm đồ, nhớ khi mẹ đang mãi mê thử đồ ăn thì sắp sụp nó mũi luôn rồi. Trời đất ơi, ông nhỏ cũng thử nếm ti của mấy bà mẫu luôn chứ. Ngươi chẳng có cái gì gì hết trơn á, giỡn quá trời giỡn luôn à, thua xa ti mẹ của tôi nữa. Chị gái đang ngồi đọc văn bản trước cửa nhà thi. Ông nào ngồi trong xe, bước ra đây. Ây da, làm chị gái sôi máu rồi nha. Đang yên đang lành ngồi trước cửa nhà, tự dưng bị bóp còi cho giật mình thì ai mà chả quạo. Đường đi thì rộng mà mắc gì bóp còi nghe đinh tai nhức óc vậy. Bả phen này là quyết làm cho tới bến thì đố ai mà cản được ha. Né dội. Sao bên ngoài bụng con phình như quả bóng vậy ta? Trời, con nhóc cố tình hả? Cứ khi nào mà chị mẹ thả áo xuống là nhóc lại thở ra như bình thường. Con dán lên là hết vô, che luôn cái bụng tròn vo đi. Có ai chê béo đâu mà cô bé để ý dữ vậy?
Mới có xíu tuổi đầu mà sợ người ta chê cân nặng rồi, điệu đà quá rồi nghe. Để tao trèo thử một phát nghe. Ôi là trời, say rượu là phải dở cái thói bạ đâu trèo đó hả? Hôm nay còn đàng hoàng gớm chưa? Thì gái bỏ giày bên đường, mới hăng say trèo lên cái cây cao hơn bả có một tí à. Rồi xong, có leo được đâu. Được có hai bước, trượt chân, một tí là chị gái bị té rồi. Chán không có buồn nói luôn vậy á. Mấy anh trai rảnh rỗi rủ nhau cùng chơi đi lai. Là trời đất ơi, mấy ông chơi cái trò gì mà hài hước quá đi nè. Lại còn xếp hình giống trái bóng nữa chứ. Quay vừa vừa thôi chứ nữa lại quá mất chóng mặt đó mấy anh trai ơi. Cô gái đang trình diễn màn catwalk, vừa nhắn tin với anh người yêu và cái kết. Ôi là trời, vừa ảnh cái mông xuống ghế thì cái chảo của tôi thành nướng trôi luôn rồi. Anh ơi, nó quê dễ sợ quê luôn á. Làm cả ngày make up, lựa trang phục để diện đồ xuống phố mà. Làm mất cũng dễ sợ luôn. Còn đây, một dân tổ chơi hệ xe đạp chiến vừa xuất con ngựa sắt ra đường thể hiện vài chiêu thức bốc đầu á thi. Trời ơi, dân tổ quệt nhầm vô cái bánh ô tô nên té sấp mặt lợn luôn. Chắc là răng lợi cũng được dịp đổi chỗ cho nhau rồi đây. Bé cưng ơi, bé trốn đâu rồi nè? Bà nhỏ chui vô cái tủ chén để chơi úa tim và cái kết. Trời đất ơi, xem cái mặt bá kìa trời, chèm bẹp như con tép luôn á. A hi hi, đúng vậy thì khó tìm thấy lắm đó nghe bé ơi. Cung hỷ, cung hỷ, ông chủ đang lau mặt sạch sau một cú hít ác thi. Trời ơi. Trời đất ơi, còn bồi thêm cái cú lọ nghẹ nữa chứ trời. Ủa, tôi là ai và đây là đâu vậy trời? Ngày vui mà làm ổng thành xui cà na vậy thì xem như đi tôn mất phải không quý vị ơi? Và cuối cùng là bà cụ được tặng một em xương rồng rất chi là lạ mắt và bất ngờ. Ơ, ôi trời đất ơi, nó biết nói luôn rồi kìa. Bà cụ rất chi là ngạc nhiên khi em nói theo. Tên tên tên, thiệt đúng là tuổi già nhưng mà tâm hồn quá ư là trẻ con đó mà. Rồi tiếp theo nè, em dê nhỏ đang tìm thức ăn thì ôi trời ơi là trời luôn. Trời ơi, có kìa, coi cái đầu của em bị kẹt lại rồi kìa. Cứu, cứu tôi với. Thôi xong, vô giọng rồi đó em ơi. Ăn chi để mà kẹt cái đầu vô rồi không có biết luôn vậy trời. Đây, mở đầu là anh bò đen đang tìm một món quà để tạo điểm nhấn dành cho em ngựa da bất ngờ. Ôi trời ơi. Ú là trời, anh tung tăng nhảy nhót tạo ấn tượng. Nhưng lại bị anh ngựa cho cú đá trời giang luôn chơ. Em bò kiểu. Ủa, tôi là ai? Mà tôi đang ở đâu vậy cò? Một cú sút đi vào lịch sử của cậu nhóc áo vàng. Thằng bé vừa hô sút vào. Xin vĩnh biệt. Trái bóng được giao lưu với cái đầu của cha cậu bé. Thôi xong, sau phát này là chuẩn bị có bữa cơm chan nước mắt rồi đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tinh Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào!